Trời thương Phật độ, cát tinh cao chiếu, tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024. Nếu như nắm bắt được ba cơ hội vàng này, sẽ giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Quý tinh chủ tuổi Kỷ Dậu kính mến, người xưa có nói ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, có nghĩa là trời đất xưa nay vốn dĩ rất công bằng, con người chịu mời phúc hay họa, hết thảy đều ở tâm của mình khởi lên. Nếu không muốn hối hận về sau thì ta cần phải thận trọng ngay từ phút khởi niệm ban đầu. Ý nghĩa ấy cũng tương ứng với câu đức năng thắng số trong tử vi học. Sống có đức độ ắt sẽ thắng được số phận nghiệt ngã. Có người xác nhận nghiệp dự quả báo tới mà lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến từ xấu thành tốt, thu hái lộc lá về đầy tay, ấy là đức năng của người đó. Theo các nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ, người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nam mạng, đã phải trải qua nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh trợ trực giáng xuống đầu con giáp này. Tuy nhiên, bước sang năm Giáp Thìn 2024, nếu như nắm bắt được ba cơ mệnh này, bản mệnh sẽ xoay chuyển càn khôn, cải biến vận mệnh, tiền bạc kéo đến ầm ầm, trúng số độc đắc, đổi đời đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe mà mọi người chẳng hiểu vì sao. Vậy vận trình trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây của quý tinh chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nam mạng, diễn ra như thế nào? Ba cơ hội vàng trong năm đó là gì? Làm sao để giải hung hóa cát? Thì ngay sau đây xin mời quý tinh chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Sách trời ghi rõ, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nam mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, được thần tài ban cho lộc lớn, vận đỏ ngút trời, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời nếu như nắm bắt được ba cơ hội vàng này. Đầu tiên, đặc trưng tính cách người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nam mạng. Kỷ Dậu hay còn được gọi là báo hiệu chi kê, tức là gà báo hiệu. Năm sinh dương lịch từ ngày 16 tháng 2 năm 1969 đến mùng 5 tháng 2 năm 1970. Năm sinh âm lịch, Kỷ Dậu, Thiên Can, Kỷ, tương hợp, Giáp, tương hình, Quý, Ất, địa chi, Dậu, tam hợp, Tỵ Dậu Sửu, tứ hành xung, Ý Ngọ Mão Dậu. Mệnh thổ, Đại Trạch Thổ, tức đất nhà lớn, tương sinh, Kim, Hỏa, tương khắc, Thủy, Mộc, khắc Thiên Thượng Thủy, con nhà Huỳnh Đế, số quan Lộc, Sơn con gà, tướng tinh con thỏ, Phật bà quan âm độ mạng. Tuổi Kỷ Dậu nam mạng với nạp âm hành thổ, do can Kỷ Thổ ghép với chi Dậu Kim, thổ sinh Nhật Kim, tức can sinh chi, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có thực lực hơn người, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, từ tiền vận cho đến hậu vận. Dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn, trở ngại, cũng dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng. Thổ tính chứa nhiều trong tuổi, khi thổ vượng hay suy thiếu chất mộc, kiềm chế các bộ phận tiêu hóa như dạ dày, mật, lá lách, dễ có vấn đề khi lớn tuổi, nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Sinh vào mùa hạ hay các tháng giao mùa thì hợp mùa sinh, mùa xuân ít thuận lợi, nếu ngày sinh có hàng can, bính, đinh, sinh giờ, sửu, mùi, được hưởng thêm phúc ấm của dòng họ. Kỷ Dậu nam mạng thuộc mẫu người trực tính, phúc hậu, cẩn thận và chu đáo, mẫu mực, kiên nhẫn, mang trong lòng nhiều hoài bão. Đặc tính của can Kỷ thêm tính chất của chi Dậu thuộc chòm sao Kim Ngưu, rất chịu khó, siêng năng, cần cù, đúng giờ giấc. Có óc tổ chức, ít khi lớn tiếng với ai, nhưng khi cần tranh cãi thì cũng bênh vực ý kiến của mình đến cùng, nhận xét rất tinh tế, luôn đi trước người khác một bước trong mọi việc, nhìn rõ được xu hướng phát triển, có sở trường về kinh tế, tài chính. Kỷ Dậu hợp với tuổi Tân Sửu, Kỷ Sửu, Ất Sửu, Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Tân Tỵ, Đinh Dậu, Quý Dậu, hành Hỏa, hành Thổ và hành Kim. Kỵ với tuổi Tân Mão, Ất Mão và các tuổi mạng Mộc, mạng Thủy, mang hàng can, Giáp, Ất. Màu sắc quần áo, giày dép, xe cộ hợp với các màu đỏ, vàng, nâu, kỵ với các màu xanh, nếu dùng xanh nên xen kẽ đỏ hay trắng và đen để giảm bớt sự khắc kỵ. Tuổi Kỷ Dậu nam mạng được số an bình, cuộc đời no đủ, về sau giàu có, khi không gặp vận thì họ vẫn đủ ăn đủ mặc, khỏi lo đói rách.
Người này được hư không tạng Bồ Tát ban cho trí tuệ, nên thông minh, lanh lợi, họ cứng cỏi, nhưng không khiêm tốn lắm. Tâm trí họ luôn bận bịu, lo tính đủ đường, tuổi Kỷ Dậu có số kinh doanh, làm giàu, cuộc đời họ phải thay nhà, đổi đất vài ba lần, người có tinh thần tự lập, họ không nhờ vả cha mẹ, một mình lo liệu mọi việc êm thấm đâu vào đấy. Người tuổi Kỷ Dậu có hậu vận khá, nếu sống từ thiện thì hưởng thọ lâu dài. Tuổi Kỷ Dậu, tài năng, mưu lược, tự thân xử lý vấn đề êm thấm, cuộc sống người này hay phải cạnh tranh nên thân tâm không được thư thái. Người này không thích người mồm mép, họ thường giúp đỡ bạn bè, nhưng bạn bè của họ không có hậu, hay phản bội, tranh giành, đấu đá lẫn nhau. Nam tuổi Kỷ Dậu, thiên can mang chữ Kỷ, có các sao, Văn Khúc, Vũ Khúc, Tham Lang, Thiên Lương và Tứ Hóa, là người có nhiều tham vọng, nhưng cuộc sống phải đặt trên nền tảng đạo đức, sự nghiệp mới bền vững. Với can sinh chi, cuộc sống nhiều xuôi thuận, công danh sự nghiệp dễ thành, trở nên tự mãn, tự cao, những yếu điểm này dẫn đến đôi lần thất bại, để từ đó mới rút ra kinh nghiệm, dè dặn trong việc làm ăn. Là người có tài, nên dễ thành tựu cao, tự kiêu, trở ngại trong giao tiếp, khó làm nên việc lớn và dễ tạo nhiều kẻ thù, gây trở ngại lớn cho việc xây dựng sự nghiệp. Chữ tài đi với chữ tay một phần, hợp gần với số cuộc của Kỷ Dậu nam mạng, nên lấy đó mà làm kinh nghiệm. Tuổi trẻ có những khó khăn, từ 40 tuổi trở nên, sự nghiệp khá vững vàng, nhưng vẫn còn sao động, nếu biết làm lành lánh giữ, thì hậu vận sẽ giàu có, gia đình êm ấm, con cái nên danh. Xét tổng quan tử vi nam mạng, tuổi Kỷ Dậu trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nam mạng tuổi Kỷ Dậu theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Kỷ gặp Giáp, bình hòa, công việc ngày càng thuận lợi, thu được nhiều lợi ích cả về danh tiếng và tiền bạc, xuất hiện cơ hội thăng tiến trong giai đoạn này, người thực sự bản lĩnh sẽ được như ý nguyện. Xét về địa chi, Dậu gặp Thìn, lâm cục diện nhị hợp, báo hiệu vận quý nhân vượng, làm gì hay đi đâu đều có người trợ giúp, những ai làm lãnh đạo có đội ngũ tay chân cấp dưới trung thành, được việc nên ngày càng tiến xa hơn trên con đường công danh, sự nghiệp, tiền bạc ngày một gia tăng, đời sống vật chất đủ đầy. Xét về ngũ hành, được lưu niên tương sinh, đương xấu không gặp phải biến cố gì lớn lao, chỉ cần tập trung vào công việc của mình, không quan tâm quá nhiều đến chuyện riêng tư của người khác thì các mối quan hệ sẽ hoàn hảo, tốt cho phát triển sự nghiệp. Tiểu kết, bước sang năm 2024, vận khí của nam mạng Kỷ Dậu được dự báo là sẽ có nhiều bước tiến triển khá lý tưởng, công việc thu về nhiều thành quả tích cực, kéo theo cả danh tiếng và tiền bạc đều rất dư giả. Bản mệnh còn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người hỗ trợ, dù nắm chức vụ nào, thì bạn cũng sẽ đạt được mục tiêu mình đã đặt ra, sự nghiệp rạng rỡ như mặt trời ban trưa, gia đình con cháu được nhờ vả. Thứ hai, xem tử vi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng, theo sao hạn. Sao Thổ Tú là hung tinh trong cửu diệu niên hạn, hạn Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, dễ mang tai họa, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ. Người gặp sao Thổ Tú, nếu không đề phòng sẽ bị tiểu nhân gièm pha, xuất hành không thuận lợi, gặp khó trốn quan trường. Sao Thổ Tú đến với tuổi nào, thường thử thách lòng kiên trì, bản lĩnh của tuổi đó, ban đầu công việc, các mối quan hệ xã hội có thể không thuận lợi như mong muốn. Nhưng nếu bản mệnh có sự chuẩn bị, có tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, thì vẫn sẽ gặt được những kết quả như ý. Về hôn nhân gia đình, dễ xảy ra xung đột, gia đạo ngày càng căng thẳng, bản mệnh mang nhiều tâm trạng, có nỗi buồn man mác, không có chủ định rõ ràng. Do vậy cần nhất là bỏ bớt cái tôi của mình xuống, cùng chia sẻ với mọi người, mỗi người nhịn nhau thêm một chút thì trong nhà mới yên ấm. Theo tử vi, mỗi năm con người đều có sao chiếu mệnh, may rủi có thời, do vậy bạn cũng không cần quá lo lắng. 6 tháng cuối năm, mọi sự sẽ có khởi sắc, đặc biệt, những người mệnh thổ lại càng không đáng lo ngại. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thổ Tú như sau. Thổ Tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn, tháng 1 tháng 8 chẳng an, thì trong 2 tháng thiếp chàng đi ai, làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải dày tốn hao, mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ, tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi, tin người ngon ngọt phải nguy, thi ân bố đức việc gì cũng qua. Và năm Thổ Tú tinh chiếu, cần đặc biệt chú ý cẩn trọng, tránh bị tiểu nhân gièm pha, lợi dụng, trước khi làm phải đánh giá, phân định rõ ràng, đừng tin người mù quáng mà thiệt thân. Sao này tác động xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, nếu mưu tính đại sự nên tránh 2 tháng này để đề phòng bất trắc. Mệnh chủ cũng nên theo dõi tình trạng cơ thể, tuyệt đối không cậy mạnh, vung phí sức khỏe,
nên hạn chế xuất hành đi xa để tránh gặp nạn. Bên cạnh đó, người tuổi gặp sao Thổ Tú nên đề phòng trộm cắp, cướp giật, đời sống tình cảm cũng không quá suôn sẻ. Tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, một điều nhịn là chín điều lành, tránh cãi vã, tranh chấp không đáng có. Trong ngũ hành thì sao Thổ Tú thuộc hành thổ, xét theo quan hệ tương sinh tương khắc, hành thổ thì thổ tương sinh với hành hỏa và hành kim, tương khắc với hành mộc và hành thủy. Thổ Tú hợp màu đỏ, hồng, cam, tím, hành hỏa và màu trắng, bạc, ánh kim, hành kim. Thổ Tú kỵ màu xanh lá cây, hành mộc và màu đen, xanh nước biển, hành thủy. Dựa vào màu sắc hợp khắc với sao Thổ Tú, đương số nên chọn màu hợp mệnh nhằm kích thích vận khí may mắn, giúp công việc làm ăn trở nên suôn sẻ và hanh thông hơn, chuyện tình cảm trở nên tốt đẹp và gắn kết hơn. Do Thổ Tú là sao trung tính, gia chủ cần mạnh dạn trong việc kích vận khí, vận dụng cơ hội may mắn nếu có. Thứ ba, xem tử vi nam mạng tuổi Kỷ Dậu, theo niên hạn là hạn ngũ mộ. Khi gặp phải hạn ngũ mộ, trong năm đó chắc chắn sẽ có nguy cơ bị mất mát, tiêu tán về tài sản, tiền của, nhưng nặng nhất là khi mua bán, giao dịch hàng hóa, dễ mua phải đồ kém chất lượng, không tốt, hoặc khi thực hiện các giao dịch không có giấy tờ, đảm bảo hóa đơn rõ ràng, thì khó mà được bảo hành khi hỏng, hoặc sẽ bị trộm cắp, tịch thu vì hàng mua không có xuất xứ rõ ràng. Ngay cả khi có lòng tốt cho người khác ở nhờ ngủ nhờ, cũng dẫn tới hao tốn tiền của vì dễ gặp phải người gian có tính trộm cắp, gây thiệt hại về tài chính. Viết về hạn ngũ mộ, có hai câu thơ như sau. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Vì hạn ngũ mộ là hạn chủ về hao tài, tốn của, nên dù ít dù nhiều, dù mất một phần hay nặng nề là mất tất cả, thì cũng khiến cho tinh thần gia chủ đi xuống, ăn không ngon, ngủ không yên, tâm lý buồn lo, bất an, hay nói cách khác, hạn ngũ mộ, chủ về hao tổn tiền bạc, nhưng dẫn tới nhiều hệ lụy khác, cụ thể hạn ngũ mộ được diễn giải như sau. Bị kẻ gian lấy tiền của, hàng hóa mua vào kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, khiến cho tài chính suy giảm, thậm chí thua lỗ tới trắng tay, không một xu dính túi. Khi mua hàng không có hóa đơn, chứng từ thì dễ bị vướng vào vấn đề pháp luật, lao lý, mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu, thậm chí còn bị bắt giữ, gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng, hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Ngay cả khi chúng ta có lòng tốt, muốn giúp đỡ người khác, cho vay, cho mượn tiền, cũng gặp phải rắc rối khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian, tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ. Thứ 4. Vận niên năm 2024 của tuổi Kỷ Dậu, nam mạng. Sang năm 2024, nam mạng Kỷ Dậu gặp vận niên, mã bị đao, tức ngựa chiến bị thương, hình tượng ngựa chiến đông sông Tây đột. Làm bao nhiêu công chuyện cho người này kẻ nọ, để rốt cuộc mình lại bị thương, chịu phần thua thiệt về mình. Suy rộng ra, công việc khó mà đạt được như ý nguyện, hoặc nếu có thành cũng phải một phen chảy ra, chóc vẩy. Chuyện tình cảm không có tiến triển gì mới mẻ, hôn nhân có thăng trầm, nhưng nhất định đều không vượt qua, quá tầm kiểm soát của đương số. Thứ 5. Xem vận hạn năm 2024, tuổi Kỷ Dậu, nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi Kỷ Dậu nam mạng không phạm tam tai, công việc đều có mở mang thêm, cũng sẽ đạt được kết quả tốt, tiền bạc không ngừng gia tăng, đẩy mạnh làm ăn càng có cơ hội hái ra tiền. Kim lâu năm 2024. Tuổi Kỷ Dậu không phạm kim lâu, thích hợp cưới hỏi hoặc tổ chức đại sự cho con cháu trong nhà. Hoang ốc năm 2024. Tuổi Kỷ Dậu, nam mạng, phạm hoang ốc, ngũ thọ tử. Nếu tiến hành xây nhà sẽ phạm kỵ. Ngũ thọ tử được biết đến là cung xấu nhất trong 6 cung của hoang ốc. Ngũ thọ tử sẽ mang đến sự rạn nứt trong mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. Mọi người chia rẽ, nguy hiểm hơn sẽ rơi vào sinh ly tử biệt. Vậy nên hãy tránh hoang ốc ngũ thọ tử khi xây nhà. Tiểu kết, người tuổi Kỷ Dậu nam mạng gặp khá nhiều cơ hội trong sự nghiệp cũng như tài vận. Nhờ sự chủ động, chăm chỉ cũng như nhờ sự trợ giúp của quý nhân, bạn có cơ hội gặt hái được thành công đáng mừng. Tuy nhiên, năm nay không phù hợp để xây dựng nhà cửa, nếu muốn tiến hành thì cần cân nhắc kỹ càng hoặc làm thủ tục mượn tuổi để bớt xui xẻo. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Kỷ Dậu nam mạng. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, nam mệnh tuổi Kỷ Dậu là 56 tuổi âm lịch, được xét đoán trên nhiều yếu tố về ngũ hành bản mệnh, thiên can, địa chi, sao chiếu mệnh, vận niên cho thấy đây là một năm nhiều may mắn khi có ngũ hành bản mệnh tương sinh với mệnh năm, tứ trụ thiên hòa địa hợp, vận trình tài lộc năm nay no đủ,
hạnh phúc, cầu được ước thấy, sự nghiệp thăng tiến. Xem sao hạn, nam mạng Kỷ Dậu năm nay gặp sao Thổ Tú, một sao trung tính, không quá tốt hay không quá xấu, nên không cần quá lo lắng, duy trì bản lĩnh trong công việc thì sẽ vẫn gặt được những thành tựu như mong đợi. Bên cạnh đó, người tuổi Kỷ Dậu nam mạng nên chú ý bảo quản tiền bạc cẩn thận để tránh hạn ngũ mộ làm hao tài, tốn lộc. May mắn trong năm nay, tuổi Kỷ Dậu gặp được cục diện nhị hợp tương trợ nên vận trình sẽ rực sáng và thành công ngoài mong đợi, bản mệnh liên tiếp được thần tài ban lộc, quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thu được kết quả bất ngờ, có lộc về đầu tư, kinh doanh, tiền bạc cứ ùn ùn đổ về nhà, chất đầy két. Cuộc sống của bạn và gia đình cũng được nâng lên một tầm cao mới, giàu sang, sung túc, người người kính trọng, gia đạo êm ấm, con cháu ngoan ngoãn, thảo hiền. Cụ thể về các phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, bước sang năm 2024, tuổi Kỷ Dậu nam mạng, may mắn không phạm hay khắc thái tuế, lại có nhị hợp nâng đỡ. Bản mệnh có cơ hội mở mang thêm nhiều hạng mục mới để phát triển kinh tế, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư. Vốn dĩ tuổi Kỷ Dậu luôn được đánh giá là con giáp thông minh, bản lĩnh, có tầm nhìn xa trông rộng, nên dù làm nghề gì hay trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Hơn nữa, các mối quan hệ xã giao hoàn hảo cũng giúp bạn bắt tay vào làm việc gì cũng hanh thông, không sợ không có người giúp đỡ. Với người làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh cũng giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là người dẫn đầu cho một xu hướng nào đó. Tất nhiên, trong năm không chỉ toàn những điều thuận lợi, ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy quanh bạn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện, làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều mà con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Về mặt tài lộc, người tuổi Kỷ Dậu nam mạng có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc ở năm 2024 này. Do có cục diện nhị hợp giúp sức, bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình, từ đó thu được những kết quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh. Thậm chí có những người còn được đề xuất, thăng chức, tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn. Người làm ăn, kinh doanh, giữ được chữ tín của mình nên được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác, mua hàng. Con giáp này nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới, quy mô làm ăn của mình. Có thể thấy rằng, để kiếm được một khoản tiền kha khá, bản mệnh cũng sẽ phải khá vất vả, song vì bạn luôn có động lực nên chẳng ngại khó khăn. Một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu, khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi thế nào, bản mệnh cũng cần phải luôn chú ý đến tác động xấu của hung tinh ngũ quỷ và hạn ngũ mộ, có thể kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn, nhân lúc bạn sơ suất, thiếu tập trung. Vì vậy, khi ký kết hợp đồng, giấy tờ, bạn cần kiểm tra kỹ các thông tin để tránh rắc rối về sau. Ngoài ra, trong năm cũng cần cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền, kẻo vừa mất tiền, mất cả tình cảm. Về mặt tình cảm, gia đạo, vận trình tình duyên của người tuổi Kỷ Dậu, nam mạng, trong năm 2024 xuất hiện nhiều điểm sáng, bản mệnh và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực mà trở thành cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có nửa kia ở bên cạnh bầu bạn, sẽ chia, bản mệnh cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Về tình hình sức khỏe, trong năm có cách cục tốt, lại thêm nhiều các tinh hỗ trợ, sức khỏe của Kỷ Dậu nam mạng khá tốt. Bạn biết cách cân bằng cuộc sống và công việc nên dù có bận rộn đến mấy cũng không đến mức rơi vào tình trạng lao lực, kiệt sức. Tinh thần nhẹ nhõm cũng góp phần đáng kể giúp sức khỏe của bản mệnh được cải thiện. Người mắc bệnh trong năm nay cũng gặp thầy gặp thuốc khiến bệnh tình thuyên giảm. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Dậu nam mạng vẫn nên duy trì chế độ tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn khiến đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn và các mối quan hệ được mở rộng. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nam mệnh Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Cách hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật, cát tường, cầu may trong nhà
hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý. Việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu hóa giải được điều này, không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vào vòng lao lý, khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn, chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm, dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại, tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm, không may kẻ xấu nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Kỷ Dậu, nam mệnh trong năm 2024 này. Vận may là những thứ tốt đẹp đến cuộc sống của con người mà ta không hiểu tại sao lại có được, nó đến với ta một cách bất ngờ, không báo trước nhưng luôn để lại một món quà cho ta hay mọi người xung quanh, đó là điều ai ai cũng mơ ước nhưng không phải ai cũng có được. Trong đời người có năm vận may lớn, đó là gặp người thầy giỏi, kết bạn tốt, lấy được người tốt, nghe lời người có ích và nắm bắt cơ hội tốt. Bạn đã gặp được bao nhiêu trong những điều này? Vận may đầu tiên, gặp được người thầy giỏi. Người xưa nói, đắc ngộ lương sư, tam sinh hữu hạnh, có nghĩa là gặp thầy giỏi là phước đức ba đời. Nếu bạn có một người thầy giỏi dạy dỗ, giống như cuộc đời chúng ta có một ngọn đèn soi sáng, điều này sẽ giúp chúng ta thoát khỏi mê mờ và tìm ra phương hướng đúng đắn để bước đi. Trong sư thuyết của Hàn Dụ có câu, sư giả, sở dĩ truyền đạo thụ, nghiệp giải hoặc giã. Có nghĩa là, người thầy là người truyền đạo, truyền nghề và hóa giải những điều còn mê hoặc cho chúng ta. Cũng có cổ huấn viết rằng, người thầy có thể chia làm 3 cấp bậc, thượng sĩ dạy đạo, trung sĩ dạy đức và hạ sĩ dạy thuật. Khi bạn gặp một bậc minh sư, bạn có thể không còn e ngại gì mà cứ thế học theo, không phải đi đường vòng. Vận may thứ hai, gặp được bạn tốt. Tục ngữ có câu, quen biết trăm người không bằng một người tri kỷ, một người bạn tốt thực sự chính là người có thể tâm đầu ý hợp với bạn, họ sẽ âm thầm hỗ trợ bạn. Khi bạn thất vọng và hết lòng giúp đỡ bạn, khi bạn chán nản, ngay cả khi sức cùng lực kiệt, thì họ cũng không bao giờ rời xa bạn, mà sẽ luôn ở bên bạn. Cả hai có thể cùng nhau tương giao, cùng nhau bồi dưỡng, cùng nhau thành tựu là điều may mắn lớn nhất trên con đường nhân sinh của mỗi người. Một người bạn tốt là người thấu hiểu bạn, giúp đỡ bạn và cứu bạn quãng đời còn lại. Bạn sẽ có tri âm tri kỷ để đồng hành, nó sẽ bất chi bất giác biến đổi cuộc đời của bạn theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Vận may thứ ba, nắm bắt được cơ hội tốt. Trong cuộc đời, mỗi người sẽ gặp được vô số cơ hội, có cái không quan trọng và có cái lại rất quan trọng. Việc nắm bắt được hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của một người. Đại bàng thường mượn sức gió trong những cơn bão để bay vút lên trời cao. Chỉ bằng cách nắm bắt cơ hội, người ta mới có thể giống như đại bàng cưỡi gió, vượt sóng và bay thẳng lên mây xanh. Trên con đường nhân sinh, bạn sẽ gặp rất nhiều thử thách, những vận may lớn này sẽ giúp bạn vượt qua tất cả. Vận may thứ tư, lấy được người tốt. Có câu nói rằng, vật báu dễ kiếm, người tốt để lấy thì khó tìm. Nếu bạn gặp được một nửa kia tốt, người ấy sẽ cùng bạn đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống. Trong tình yêu cả hai sẽ đồng hành cùng nhau, đi cùng nhau và giúp nhau trở thành con người tốt hơn. Trên đời khi bạn có thể đồng hành cùng một người tốt, thì bạn sẽ gặp may mắn và phước lành cả đời. May mắn nhất trên đời này là gặp đúng người vào đúng thời điểm. Khi nắm tay một người, từ thanh xuân đến lúc bạc đầu, cùng sống trong một mái ấm, mỗi ngày cùng nhau ăn 3 bữa cơm và cùng nhau trải qua 4 mùa, cuộc sống đơn giản như vậy là đủ an định một đời. Vận may thứ năm, nghe được lời nói có ích. Mọi người thường nói, nghe lời người khôn ngoan còn hơn 10 năm đọc sách. Trong cuộc sống, sẽ luôn có những khó khăn, bạn không thể vì nghĩ không thông mà đi vào chỗ bế tắc. Đôi khi chỉ cần một lời nói có ích sẽ khiến bạn cảm thấy vỡ ra và sáng tỏ thông suốt. Từ đó, những rắc rối cũng được giải quyết dễ dàng và cuộc sống sẽ trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Nghe lời nói có ích sẽ làm bạn tăng thêm trí tuệ, mở rộng tầm nhìn, mở rộng những khuôn mẫu sẵn có trong tư duy. Nó sẽ giúp bạn cải thiện bản thân, cũng là cách đơn giản và hiệu quả nhất
để bạn gặt hái được thành công. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.